Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 18 tháng 9 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.